người chấm hiền sai áp hai lời nơi cái lạc mau tiệt và tu ở tịch sa nâng sầm tai bần to cơn tai chỉ bắt bị cha rồi ná nâng chỉ ca rụm lực nằm mình chuẩn qua tới dụ chuẩn dụ bên đây cột bò đi sạp dương tầng ọc nế tầng nhầm cả năng chuẩn bạp đẹp tha nâng có rụm lực luôn anh đây nâng trừ ở bàn triệp đằng chân à vậy đại dương sẽ lành bình chất bò đi phô pra sắp ngày nâng trừ xùm lăng ở khơi tốt phòng thấy xùm lăng khơi tốt tới giờ mình thà trời cũng nắp đăng ở bàn rươi rươi thà rồi bọc nâng về trời từ bên tô hình chân đồng bây đòi từ bên tô nâng về mọc đó là nâng dân mình nhọp nhua khăn xùm bây thà về nơi nhọp nhua khăn bên tay về mình khăn nâng bàn thì cái đây thà sẽ cái đây tốt cơ về mình sâu cho ra đa nâng thấy đây sẽ cái đây tốt mình cho ra nhọp nhô mình khăn nâng bàn sẽ đây là chất rừng băng đòi cổ sở rồi bàn ọp rung chùm ra cổ sở thôi ở chất nâng mòm muôn chất nâng mòm muôn đòi cổ sở nâng ai tôi bật tư đòi phía về nế khăn ông anh đức chất ta thua tốt cả ta thua anh nắp cả ta thua khăn ông mẹ rồi nạ sang nhà chúm ra hơn tới mầm tâm nông xuân đàn tới gọt bán thì đây sắp tới ngọc tới nâng đầy chụp lưu chụp ở đây bà tía đầy dân ta ở tờ rô ca sắp chật đầm bây sắp đây sắp chật nâng cứ trâu tại phía bà nê anh chân chân ca sầm lăng khơi tốt nâng cứ sầm lăng đầm bây phía bà nê bà dân mà ai kịch rồi chứ đôi dân rừng chăng dân mình chân dân dân ta kịch cho mình nâng dân sở lãnh nê bì khmến bà nê bà đa tờ rô chạy hay về miền chừng nơi tầm cạp hay về miền phía prai pru sập rụp nằng miền dưới đây tốc lùm mạ chia phần to nằng bởi cho nên sạp lộp nâng miền chẳng về chạc về chư về slap về bọt pra hay nằng miền cam chia được bọt khá lùn à lâu nâng dân cùng phong miền cầu sao vì ba ạp chư ấy tê miền dùm miệng bê miền hà bò đi phô quân tay dân thơ mạch đắng đến à cái sao lại cầm để dân bàn phơi máu về trời ao hoa là lớn đó cọ bàn là nghiệp nó cọ bàn tiền trời miền ốc bạc được vậy hay để chân tới xe năm chỉ vật nâng thấy bây giờ ắt bàn kết xong tại dân ai cần bay nâng cột cột chật để sai chật ở bàn thì cái đấy sọc cho mạch đầy với ta là dân dân phải dắt na tiền dân vì chắc là trời vì cha rồi nào ở bàn rươi rươi thả sự cái đấy prai pru nâng mộc đỏ nè miền côn thật côn ai sập bàn nè rứ có phê chia xoa mây nâng ai prai pru vây vây cả đau về sự thật được nông ca mình tiền nâng trời kia và nia chuyện định nâng bộ prật tư đầm bay sự đấy sập chật hai con đầm bay sự tệ xăm về chuyện nhẹ đây chỉ thu miền ô bạc ca đã tuân chưa ra nữa nè nên còn từ lời của tề hó mà riêng đôi giờ tha dân từ sờ lành đi từ điệp ca ấy nên khi chẳng dân từ chết sầm lần mới tốt phong pro tốt ni mà giang về chữ ạt của xó rồi về lời chật nè này khnề nè khnề à mà giang với mình bên ác rồi xóa nè cứ về chỉ tốt này ca mình tiền mà đôi chừng như tầm cạp đây chân tư rồi slap tư rồi co tư lùm bạ lùm bắn cái nông ca chỉ chăm chỉ vết tư bị bắt đôi một bộ bò đôi từ tu tiên ấy chỉ đau một chân nâng cứ tư tay sầm lầm mơ để bật hà thế lời nâng về chừng yết na nâng rương riệp ca rương bán thưa sai chẳng về chừng yết na tự về ngài ya tự miền cồn miền chay thì cồn nâng bờ ban đăng lời lọ tới con bờ tha mình lọ khờ khôi từ tiệt tới dập mệt tên hay bờ bờ tới khi nông vật ở sang xa
mình ai đang sầm át chết ấy xa ban đây bờ sầm lăng khơi khăng đó là phần nắng anh nó mau này khang quân bị chà mà buộc lệ tử nằm anh nó có mau một cái rương đầy dơ ban bị chà rồi na khơi tốt nằm đà đến tại thế mình đòi mặt nạ bu hơi chạm bài trời tại miền bờ buôn nằm điệp cả tới phần tái cùng ao lệ tốt bên nơi để tốt chẳng tại vì cha ra này bàn rưỡi rưỡi tới chẳng đồng bấy chia ca túc tuột chia mũi nâng tốt chia mũi nâng bị bắt nông gì vết thì tới tay miền sờ nè tưng bòn nằm đó là lấy tưng buôn bán này tới miền và quân buôn mệt bán tới tưng bòn chẳng cứ tới tay bần quân miệt đa bị đá thời phơ mấy mũi miệt đa bị đá thời thoại bần cung miệt đa bị đá à quấy để ai phơ ba nó cứ tới để phơ đau gì cái đây mình bà mẹ nè vì pro thua để miên ốc và ca rạ quân và mâu sờ rọc máu nơi trăng để mũi cứ à bà mẹ để thù nơi không để sạt rạ sâu bị đọt mày dâng lên đọt trầm buồn đến nè miền sầm nú xưa thả cắt tầm máu ê cáo thèm mố của hụ cà rào ta khua tầm mũi đầy miền ốc và cà rạ chú ra nước đôi mà đạch áp và mạt tố cậu sẽ lê sọ thèm mê sọ cứ sẽ cái đây mình và mát khá nông cổ xoa là thua chẳng lại à gian ê cáo thèm mố của hụ cà rào cả mình bà mát nóng có sao là thua thằng lái cái là ní ấy cứ chia thua đèm mũi để miên ốc bà cà đã chẳng chẳng để miên miệt đa bị đá trời công bà mát trời thoai bằng cung miệt đa bị đá hãy thoai bằng cung miệt đa bị đá đầm bây ở bàn bông chẳng trời tế ở dưới thà miệt đa bị đá chia bà hà rà hòn thoai bằng cung bà hà rà hòn nâng tầm ở đó là nâng người nhăn chăn tế ở bà bà tư nóng cà nghề nâng ấy con trai con chẳng ắt bám buộc mến bên đời trời phơi chia sợi trời là o hay thà sợ phép sợi trời trời phơi chia phép gì là o à quay đây là o ai phơi bán trời tới phơi đây công tư đường kia nâng xịt đây là o cái anh lô thà về miền tốt giờ đi mua giờ nốt mua nằng công đường kia ở xót tôi chia nẹ đợt tây ná kì ri quân đần tia tha cỏ đời tay xì cái đây là o nữ tay là o xùm rạp chỉ vật dần chân và mai và mô thì cái đây là o tục đặt nông luôn ở chưa ra tới dân đừng ban mà nuốt là o nông 3 triệu bằng đằng ai thấy mà nuốt là o miền tôi là o tiền nè nên xê xạ vật tây nâng nông đi xùm mai sasana và quốc gia sập bã nơi chưa có ma rầy để tiền tam mai tới mai đến từ căn số văn này chạy đầy mé nó tiền co sang ít mà đông mé xuất tầm lấy mà sai cái hạt bản nã co sang bị chạy đầy bình cho bị và đông sẽ đây được thiết bị sama sam quốc các sự bạn môn của quốc sam nã cô đông và đông và kêu để giờ nè nông sự mai nâng mình nuôi ở upi mơn chnam bị sama sam quốc các sự bạn về chuyên mùi mơn và mùi bòn chnam nè, bệ sư ma sám quốc bệ chuyên mùi mơn và mùi quán bệ đi biến tới bệ thiệt nâng trâu bình chóc nông cả lạnh để mùi hay bệ đi chia trâu trâu chanh mà mục nông ca co sang chạy đầy nâng tình hay thông á nông sư mây nâng co sang bệ chạy đầy nâng phơ bì mẹ sót nó thông á tình hay bởi vì chỉ bật cho bom nó vô mà mốc xin nạ ở đây nó vô mà mốc hay cây thì nó phải chia rồi đấy nông ca nó miệt đà nên xây xạ vật tây tới phải bằng cung bị chạy đầy nó hay có bàn chỗ nông ca có sang đồng mẹ nông ca nó nên xây xạ vật tây bẹ xài co đây mà đai bằng bẹ ơi nó sắp để cao chất chết tha ta mẹ trong trong đọc sai co nó chồ rùm ở chiêng kia rùm lấy thợ ẹt mẹ có chồ chất pro chuyện nhẹ miền sạch thế khởi cồn chẳng sợ bài chất chui vùng tinh bầm cửa sao lại cồn cồn nó cả ban thợ bầm đằng tề
ឥឡូវអត់និយាយពីម៉ែនិយាយពីកូនហ្នឹងដល់មកព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបានត្រាស់នេះចុតិពីទេវលោកមកហ្នឹងកើតនៅក្នុងត្រកូលមួយសំរុំធម្មតាទេបងហ្នឹងមានបន្តមានឱកាសបានឲ្យទេណាព្រោះរឿងកម្មវាដូចផ្លាស់គ្នាសពគ្រប់ក្នុងការឲ្យផល យាយអំពីលោកជាថៃនៅក្នុងក្រុងមួយហ្នឹងតែស្រាប់តែដុំមាស់ដុំប្រាក់របស់គាត់ទាំងដុំទាំងដុំវាខ្លាយទៅជាខ្ជូងអស់ទៅណាដល់អញ្ចឹងទៅត្រូវសម្លាញ់ណែនាំកុំឲ្យខូចចិត្តអីឥឡូវវាមានរឿងអញ្ចឹងហើយយកកតេលទៅក្រៅនៅភាសាដាក់លក់ទៅហើយបើគេណាមកថាអីលោកអ៊ំលក់ខ្ជូង គេលក់ស្ករលក់ល្ងសណ្តែកលក់អង្ករអីលោកអ៊ំលក់ខ្ជូអាហ្នឹងក៏នៅស្ងៀមដែរណាប៉ុន្តែបើមាននរណាមកថាយីគេលក់អង្ករលក់ប្រេងលក់ទឹកដោះអីអីលោកអ៊ំមកលក់មាសលក់ប្រាក់អាហ្នឹងគឺឲ្យសាកសួរទៅអ្នកហ្នឹងណាបើថាល្មមយកមកធ្វើជា កូនធัวកូនចិញ្ចឹមឬក៏កូនប្រសាអីយ៉ាងណាបានក៏យល់មកប្រគល់ទ្រព្យសម្បត្តិហ្នឹងណាប្រគល់ទ្រព្យសម្បត្តិហ្នឹងឲ្យទៅអ្នកហ្នឹងទៅហើយរស់នៅជាមួយនឹងអ្នកហ្នឹងទៅបំយើងវាអស់ហើយឥឡូវយើងមានតែធ្វើវិធីហ្នឹងឯងដល់តែធ្វើទៅវាបានញៀងសេសវតីហ្នឹងទៀតទៅផ្សារម៉ែប្រើទៅ នៅចំទង់នៅឡើយទៅរត់ទិញប្រេងទៅដល់ទៅអីលោកអ៊ំយកមាសយកប្រាក់មកលក់វាឃើញណាទៀតសិទ្ធិថៃខ្លួនឯងហ្នឹងមើលទៅឃើញខ្ជូងណាអ្នកណាក៏មើលទៅឃើញខ្ជូងដែរទៀតហើយដល់ទៅប៉ុនញៀងហ្នឹងទៅឃើញមាសឃើញប្រាក់ហ្នឹងលោកសិទ្ធិហ្នឹងក៏យល់មកហ្នឹងប្រហែលខែក្រោយមកពេញកំមុំទៅគាត់លើក សំគមជាមួយនឹងកូនប្រុសគាត់ទៅហើយទ្រព្យសម្បត្តិហ្នឹងប្រគល់ឲ្យទាំងអស់ប្រគល់ឲ្យទាំងអស់ទៅវាទៅជាដុំមាសដុំប្រាក់វិញទៅណាសំបីតែប្តីហ្នឹងក៏រស់នៅដោយសារប្រពន្ធហ្នឹងដែរទេគឺមាសប្រាក់ហ្នឹងត្រូវតែជារបស់ប្រពន្ធអញ្ចឹងហើយលោកសិទ្ធិខ្លួនឯងហ្នឹងក៏ត្រូវតែអាស្រ័យ កូនប្រសានឹងឯងរស់នៅតទៅទៀតនេះនិយាយអំពីរឿងដែលមានបុណ្យបានធ្វើទុកមកនោះហ្នឹងក៏នៅក្នុងធัวដែលមានឧបការៈមួយដែរពហុការៈធัวដែរទាំងណាអញ្ចឹងនៅក្នុងសេចក្តីនេះមួយបងប្អូនហ្នឹងត្រូវចាប់ឲ្យបានទាំងសំបីបាបនឹងវាគៀបសង្កត់ឲ្យយើងថាត្រូវតែ រស់នៅក្នុងសភាពជាគ្រួសារមិនបានមកសាលាសាលំដោយប្រគល់ម្ចាស់តែយើងកុំចាញ់ទៅទាំងអស់ណាទាំងកុំរលំដួលក្រែងប្រព្រឹត្តទុច្ចរិតចិញ្ចឹមជីវិតខកកំឆ្គងឲ្យសោះគឺត្រូវតែទប់ទល់តស៊ូក្នុងជីវិតនឹងឯងត្រូវឲ្យមានសិលក្នុងជីវិតរស់នៅហើយសង្គ្រោះពាក្យយេស្វាមីទាំង នឹងត្រូវអាស្រ័យសេចក្តីមិនប្រមាថក្នុងការងារជាកុសលប្រមូលគ្នារសារបោសុទ្ធសិលទៅនឹងមួយខែបាន4ដងឬក៏កន្លះខែម្ដងអញ្ចឹងទៅនឹងនេះជាឧបការៈក្នុងជីវិតទៀតពួកយើងបានទទួលយកព្រះធម៌ហើយយើងត្រូវតែប្រតិបត្តិដើម្បីជាឧបការៈក្នុងជីវិតនឹង ទីក្តីសុខចិត្តនឹងចម្រើនឡើងទៅតាមការដែលយើងមានបញ្ញាទៅតាមការដែលយើងបានយល់ដឹងនៅក្នុងធัวអាព្រះពុទ្ធសាសនាក្នុងជីវិតនឹងមិនមានតម្លៃអ្វីឲ្យស្មើនឹងព្រះធัวដែលយើងស្ដាប់យល់ចូលចិត្តហើយប្រព្រឹត្តបដិបត្តិតាមទេទៀតនឹងយើងឆ្លៀតជើញមកស្ដាប់ធัวបានមកមកការងារអីផ្សេងផ្សេងទៀត លើកលែងតែថាឆ្លៀតវាមិនបានណាស់តែបើឆ្លៀតបានកុំប្រហែសត្រូវតែស្ដាប់ដើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់ការបដិបត្តិស្ដាប់ក៏ធัวដែលសប្បាយនឹងគឺសប្បាយដើម្បីបដិបត្តិតាមទៀត
đập tập thua bị rốt chơi chết đấy cứ sập bay ai cũng lăng chết đầm đấy phải đi bật tan nè thấy thua để men ốp cà rạ quân bệnh chơi ở chân tịch tới ta mà chia say ta vậy tới để chỉ thua men ốp cà rạ quân pi cắt tầm mê thuế tham mê và hụ cà ra thua để miền ốp cà rạ quân pi nó cứ vậy sẽ tệ chắc xăm bị chia nhàn chặt ị mê thuê tham mê và hụ cà ra nên đi anh cứ chỉ thua để miền ốp cà rạ pi sẽ tệ cứ phía nhẹ trên phía nhẹ khá lưu nó đôi dân dùm ràng lụa dân phía nhẹ dân nam anh đầy dân lụa tư nữ nông ca mở quân của dân phía nhẹ năng pro ca mở quân về chi sạch trâu đến năng sạch trâu dân mệnh chứ dân mơ nẹ tư xùm lạp nẹ tư lùi nẹ tư plon nẹ tư bực rực khó khăn ông ca mấy năng ăn năng lụa ông ca mở quân á chẳng đôi chứ này dân miên phía dìa xoa mây mến bằng tay dân mình lụa tư chẳng để anh dân phía nhẹ dân vì cha bằng giờ về đề anh năng ai sạch tệ miên ốp ca rạ quân đó dân á dân ạc miên lụa tư khăn ông ca mở quân năng tê ai phía đó tôi đã sao bao sắp tới sao tiệt phòng nè nâng cứ sực tệ môn thuơ dân kịch nè đầm bay chưa bị giàu tiệm môn thì dễ có dân miền sực tệ rồi lực xong bay môn kịch có miền sực tệ ở vây đây chưa bị giàu xong thuơ xong thì dễ xong kịch anh nâng miền ốp cà rạng chân tiệm nè hay xong phải chưa nhé cứ đằng khuôn nhẹ hay đăng luôn mong tiền mình men nhẹ hay và ma thuê và he quật luôn quật pran mình toàn o được ngơi vậy để nhẹ hay đăng luôn hay là o nè để bịa thả đăng luôn đôi thả con trai na sạt cục mệt hệ mình là o chưa rồi chưa không ở ba giờ một đấy chân tới rứ còn xem chân tới sắp tay tự tu nơi bị bắt ai mui chẳng tới có phía khuôn nó phía khuôn anh đào phía khóc rồi có miệt đà bị đà nó rụng lực đà tương tu miên priên và đau chừng ngôi bằng hai tới có phía khuôn anh đào phía khóc đà chẳng trời chốc đào phía nâng anh ấy hay là xăm bởi trình nhẹ hay là o bà bà nà tới tiến là o nà tới để thập phía khuôn chẳng cứ thả sạch tệ nó chỉ cả nhẹ ấy sao bị chỉ nhẹ đâm khuôn bên dây bị on thua sao bị chỉ nhẹ nó cứ bàn nhà điểm nâng chân sông ơi sông ơi sắp xa nơi thua để miền ốp cà rạ côn sầm rạp chỉ vật nữa bởi dây để mũi cứ mân vào mạt công phải hai điểm nâng mân vào mạt nâng dây để dây phía xa mai mới thắp để giặt và giặt những đôi mặt đai chân tiền để miền ốp cà rạ côn nơi dân đó cày lên đôi bẹt nơi nông khluôn dân chân miền tây ca chùm ra hơn tiền này đây bị giặt nè đây đó này dây bay chìa pi máu thà bị giặt anh treo dòng mấy cứ sệt tệ xong bị chìm nhẹ treo ở miền mà đây nông kịch ca nghe để phơi nè cùng ao lụa tới nông cam một côn cầm ao sờ văng cái nông vây cầm ao sờ văng cái nông ca mình miền đó cầm ao sờ văng cái nông chỉ vết cầm ao sờ văng nâng chiết cầm na cầm ao sờ văng nâng miền trop cầm ao sờ văng nâng rụp sát cầm ao sờ văng là nâng cứ miền mà đầy phịa luôn à tôi ở vây ở vây về prai pro về chuyện to hồi dân sờ văng tới giờ mày cả việc thật sờ văng cứ bắt bằng mà đầy nữa dân đang ấy sờ văng sá về bắt mà đầy à vây cả đôi để nom ở dân bắt mà đầy à vây nó chỉ cương sờ văng tầng ở tiền hay khăng khăng chiêng sá thế nữa để vơi bắt bằng mà đầy rồi hốt đôi từ bắt mà khai bắt mà chín năm chuyên ca bắt mà chỉ vết nâng từ tiết nữa ta về chỉ cương sờ văng phần nào nâng chân vì thế này trời tại miền mà đầy tiền sao để chỉ nhẹ ấy thua bầy nè đại miên ốp cà rạ nó tiến cặp tầm mê tại giáo tham mê phụ cà rạ thua bầy đại miên ốp cà rạ chưa ra nó tai đôi mà đấy sắp bồ đề sắc sang xề vào sạch tham mà sự bản năng tham miên ở tham mà bồ đề bát tệ ị mê tại giáo tham mê phụ cà rạ
mũi ca sạch cục chia mũi đang sập rồi sạc sang xe vào thế này nè ca sạch cục đang sập rồi nè pi sạch tham mà sập năng ca sạp thua rồi và sập rồi nè bay ca bộ bật bả đi bắt tam tham miên rồi tham mà bả đi bắt thua bay ni ấy chúng mà thả thua miên ôtô ca đã chơi chăm 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 tục đó chăm chăm tục bất bại thì bạt tiền bất bại bạt sạt cục sập vào đó hai dân bàn sập sập vừa đăng hai công của má công thuê và hết tây miền sẽ tệ sang về chính nhé bạt để bạt tạm tiền tây của bất tạm và giao về nơi trong của bất và dân sập hai ắt của bất và giao nơi trong cái này nè áp hơi chiết tu nó ngày hai ta à lại cật tu và mạ và đại giật nè nâng sập đôi chỉ ca chập buộc vì cật tươi nữa hai trong đại dân sập và bật tới đầm bay chỉ côn nó cứ ni sa ra nát tha bảy giặt nè nàng cứ đầm bay và bật bảy bạt tà mà nó sầm khăn chẳng dân đăng thảo miền sơn lõ dân trời để tăng chất ở miền sơn có lúc miền ta bị đa thay bằng cung trời cùng yên on trời cùng thuận đây nàng trời để thay bằng cung miền ta bị đa trời để phơi tiền trời để xa sơn âm nát ắt thuận lõ trời để miền dưới đây ắt thuận năng chân định nè trời bảy bát chân trời tăng chất bảy bát nâng tới chưa bị giáo trong ca sanh đạo thôi ở miền khát tế là dân mà sanh đạo mà mau phơi tầm nay là mau tới là mau ấy nâng đầm bay cùng ơi khát trong ca sanh đạo cứ tăng chất và trật bảy bát nâng ai nè nâng hai bên này dây em bị thua buồn vinh cắt tầm mê chặt ta rau tham mê bù ca ra thua để miền ưu ca ra cho ra thì buồn năng đôi mà đấy chặt ta đấy chặt cà đi nè và đấy ru và tê sờ vào thì mũi cứ nơi nóng và tê đã xòm cù thua nó bị chịu cắn về vấn đó thế nè và đấy ru và tê sờ vào thì nơi nóng và tê đã xòm cù thì pi sắp vào số bạn đi sờ vào sắp rồi sâu và nít giáo cứ tham miên ông bạn đi say 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 cốc chỉ mũi nắng sắp rồi thì bây ắt ta samma và đại thị đầm còi luôn ai bập bề thì buồn bập bề chạy cả ta coi nhật ta phiền chỉ nè miền bon bàn phơ tục ngọc hề dễ bị bon bàn phơ bị chuyện môn máu nằm ở cao trong vật tê là sầm cù ban sẹt cục đường sập và rõ hai tầm con luôn đòi vào bề chẳng à chết con nè miền bùn bồ chẳng cơ đốc của quốc sát na miền ta miền đa đầy đa chẳng đầm anh nâng hai tầm con luôn đòi vào bề à hay to tới cứ chịp rõ miền thua rõ chịp sợi miền thua sợi ba sọ ba sĩ ca miền thua ba sọ ba sĩ ca con rõ sợi cơ đốc đăng con miền đa bị đá sừng cua con rõ sợi nâng chỉ một hai tầm con luôn đòi vào bề hay bây giờ chấp bản to từ tiết phơi bon bìa lấy nâng tới nằm ở cát nông vật tế đã xong cù to từ tiết bàn sạch cục nâng sập vào đó bàn đầm cò luôn đọc vào bì to từ tiết chỉ biết hà đây dễ bọc cồn nâng đầy chúa thay chỉ thua miền ôp ca đã cồn chén trong cả năm trăm ba ban sầm đầy hơi thì muối cứ sự đây mình vừa mát mà nâng phụ muối phụ bì cứ sự tệ sang về chỉ nhé phụ bì cứ sạch cục sập vào đó muối sẽ đập thua sập vào đó muối nâng bạc để bạc tam thua được bao sập vào đó nâng muối bộ buôn cứ nơi không bật tay để sầm cú sạch cục sập vào đó đầm co luôn đòi bập bì cứ ao là ó đầm co luôn ao là ó nông cơ sở là thố nông sạch thế nông sở sạch tại cha kẹt vào nhà thầy nâng tị buôn cứ khiếp chuyện đấy miền bon bàn phơi tục hài nâng đôi chân này tôi chỉ miền phía dưới và mây cả đời tiền niên mặt ta chịp phê dễ là bác đồng tí xe máy cao và ông quân là quát chết tập quân tiền chịp phê dễ đa âm thế phong tiền mình nên tập quân chống ấy quần ta phần ta luôn anh ở miền cốn hay ở miền sực thị tiền đoàn chân tới ở chui tùm lục rộng cả đồng tí quát phơ bón gật miền sực thị gật như môn bơ xong mà phơ bón trên đây chỉ ca rươi rươi buồn ông cùng bay ông ấy chân tới đoàn chân gật trời rồi nè đặt tay mà chuối kết nằm dớp sạch trái nông tự câu đặt tay mà đẹp tiệt mà chỉ phải dễ tìm bì thầy nên nâng
trời ta mà chia sẻ quát miền sự thế miền sáu miền toàn là nhà thổ lõ nằng chẳng chui bằng bên cái càng gì chẳng đợi chẳng tới miền cồn mũi một phụt tạ đây nâng có sự lành ta mà chia sẻ đại chuyện niệm miền sự thế đời này với ao niên mặt ta nâng căn để không được tiệt về mũi niềm tách xa đại chế hệ gia tp nâng cầm cung để cho cha mùi vào đấy từ chùa sầm ram bị khăn tiền mà chạ lơ kê chẳng đâu khăn à phơ bình chân cầm khăn chẳng tay sắp tới tới chế prai tiền niềm mắt ta prai nâng thì proto cầm nắng mũi chân nén mũi miên ca dừa khó mấy cha từ thế hay nâng phá rút sở về trá chê nên tay xa tới hồ tìm chê tầng phá đầy tiệt hò nâng đòi tự miên sẽ cái đây tục lùm ba thế cơ nhớ nâng tục trong đời mình ban tầm con luôn đòi bộ bí đòi bê mũi mà chụp nên tay xa cầm cung tầy ngụt tập bồ riêng ở rõ bạp ta lùm ba vậy miên tục pram giang và chăm luôn tìm tì mũi cứ luôn pram và lạc sắc tầy thù lý nên tay xa xa xua tới vô thù ly vô xùm ra mà bài tạ nên là anh nên chỉ nệm miên xa lên nên tay xa nó hết tiền chỉ nệm miên xa hay và mát mơ nghe nệm miên xa ở ba này rừng ý cứ thà trâu vô cun là thôi chứ xùm khăn ở bên dây bì mùi bì 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 bây ấy thế thể dê nó cứ dây thà mùi cun là thua lò hay tiền chẳng xùm khăn á cun là thua nó ngay nệm đợt tê và mát mơ được nên mặt ta tôi chỉ phải bật lại sợi thừa lì ti pi rồi mò nâng mau ti khăn ti pi trong bình chân cầm hăng từ từ pi đồng ọc nè niệm tay xa vô năm mau xong năm anh từ vô nhảy ban đầu cá rồi đã lời kề niệm tay xa ti bay ở miền sầm liệt vùng biển nâng bình trong bình chân cầm hăng chỉ mui niệm tay xa luôn anh liệt biển sát ba là o chân tới khơi vào đây sẽ là niềm tay xa chiêng luôn ấy vô sự biện biện niềm tay xa lẽ chào ở đây có mọi bàn suy biện tì buôn luôn ấy biên lên soi à sao à cọ à cây vô cương có ôm niềm tay xa từ lẽ tục và rất chỉ mui niềm tay xa đây chỉ niệm biên sai nâng ba phần trăm sau mới lớn luôn ấy đến nâng rừng tốt nâng về miền chẳng hay ắt lên thì nói chuyện ăn chấm ni rồi kim rồi kem rồi vim rồi vim từ đâu sẽ say mau bị ấy prap niềng tay xa ó niềng chia tay khi nhầm ở đây ban phơi tiền ấy đôi niềng ấy niềng tay xa nát nè nát trong ao ấy còn niềng đang tu lọt ban niềng đang prap thà ao nhị buồn bị khọ buồn ăn bị sụp nạ xong hay bị khọ bộc quật buồn ăn máu phơi tiền tay ở từ ao niềng mà bà thà niềng ăn nát niềng tay xa phơi prap ở trong ở đây tiền phơi ở từ ao đào niềng nâng ban sụp rách con hấp nữa tiền về đứng vào đây ở nơi đây vừa trên giờ rồi tu tiền vừa ở niềng tây xa ban à ha bỏ được phô ban sầm địa cùng bẹ đôi tay thì đài dòng lư rần tiêu màu móng tiền đời xa à ha tiếp để ban bỏ được phô chỗ tư nâng bằng cao văn nạ rù sầm địa cùng bẹ niềng mặt tà nâng o côn hay oi phô hay ti bằng phát rụng lấp đa tư niềng tây xa nâng tự tiên ở niềng nâng anh tăng được nông côn là thôi chỉ phê rì dê là o to tư hay nâng chỉ niệm miền xa là rồi đăng côn nếm cả tay bạc tay nếm tay xa nâng anh ban chùm riêng đó xa mây bày đà rồi bác phụt tạ nâng anh đại quật tổ lọc bì phơ ca màu bình rồi tớ cả hạp vào đấy có ban tù đòi bị khẩu thằng lái bị khẩu thằng lái cả hạp tù đòi bệnh đồn miền bộ phía bởi ông trung xùm tay như rương nâng nâng nê vọt chết tập quần thần bột bò đi xa thằng lái xong về chùm cuộc tốt nay sẽ đây cầm nắng ít xa ca trở nén hay nâng biện xùm đây chê từ cuộc bọc bao tờ lơ nẹ miền xe lê và dân khăn ấy ọt cực vì nẹ nà miền xe lê tê chê tê chê tới đến miền tốt lăng nà nâng miền tốt chiêng chê xa tê chan mà quán đón đó miền tốt chiêng chê nẹ ọt xe mà rôi đón miền tốt lăng nà tại bây giờ phơ bón chỉ mới để miền sài bên chân bàn bón luôn dân coi chén ở từ bón coi sao đào phục vụ trái chỉ nhiệt để miền cầm nát từ nòng tạ rồi lộc nó miền tục lùm bạ giang ná có bàn bò đi phô bà ha bàn rùi chậm tí về tại vì sài năng nên cứ
Cả đời mình ban tầm coi luôn đôi bộ phí đôi niềng mặt tà dân tư chỉ bệnh mà sự tu không dân tới bên tệ bàn niên tay xa tiền để chỉ sự trây lõ tầm coi luôn đôi bộ phí chui luôn anh ban hơi chui xoa mây tiết chui nẹ đại pháp biệt biên luôn anh như thế tiền năng chẳng bàn thật ca đầm coi luôn ai lõ về lõ là hốt chẳng hết tiền chẳng xong ai ôn ôn năng ai chìm mình ôn lõ to từ nát thôi chỉ xoa mây có lõ thôi chỉ phê rì dìa có lõ nát tiền thôi chỉ miệt đa bảy đa có lõ xong ai chìm mình ôn lõ đó hốt đó sắp vật tệ phúc su bệ đi bền tiền xong ạ nó mô tình đi xa thị tiền khá lưu chỉ tìm bằng người khá lưu anh mẹ đợt tí thôi mẹ nâng chỉ tìm bằng bàn bộ cơ đề miền khuôn bán tù miền ở hải chứ một thả bán nơi tì phân đá kể bán đáy cầm rò Phật hằng xa rần năng kẹt cho hà mị và ham năng xa rần năng kẹt cho hà mị sang cả hằng xa rần năng kẹt cho hà mị sau mà anh mô tình yêu rung chăm sạch bật thua chịu bận tò ca sạch bật thua đáy lõ rồi mình bán nơi bật nhà